Sáng 1 tháng 3 tại Trung đoàn Bộ binh 994 xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành và 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã tham dự. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và tinh thần huấn luyện thực chất, rèn luyện nghiêm túc, sức khỏe tốt nhất, đảm bảo an toàn, quyết tâm gặt hái nhiều thành tích cao trong huấn luyện. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định, nội dung huấn luyện năm nay tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã ra quyết tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các huyện thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy tỉnh quán triệt tốt cái kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đến từng cán bộ chiến sĩ. Bộ Chỉ huy tỉnh đã triển khai các lực lượng tất cả tập trung luyện tập tham gia cùng với Bộ Chỉ huy tỉnh ra quân huấn luyện cũng như trong cái khí thế thi đua sôi nổi ra quân huấn luyện trong toàn quân. Đối với Trung đoàn 994, đơn vị được thực hiện nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện đã chuẩn bị chu đáo các khâu và các mặt. Cơ sở vật chất, máy móc, thao trường, bãi tập, hậu cần đã sẵn sàng. Với mục tiêu huấn luyện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí thiết bị. Quá trình huấn luyện kết hợp học mới ôn cũ, nâng cao trí lực, thể lực, năng lực tổ chức, quản lý, chỉ huy và tổ chức phương pháp huấn luyện. Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác cơ sở vật chất đảm bảo huấn luyện. Tổ chức tập huấn cán bộ ngay từ đầu năm, tổ chức các cơ sở vật chất, ví dụ như bia bảng và nơi ăn chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ phục vụ huấn luyện. Và bên cạnh đó chúng tôi đã tổ chức tốt công tác bảo đảm đời sống, tinh thần cho cán bộ huấn luyện trong năm. Năm 23 thì chúng tôi đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện của Đảng ủy tỉnh giao cho. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo động lực ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Tại lễ ra quân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 với chủ đề ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đây là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xác định những nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phát huy cao độ phẩm chất, bộ đội Cụ Hồ, ý chí tự lực tự cường, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Em sẽ cố gắng vượt qua mọi nhiệm vụ, vượt qua bản thân mình để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao. Sau nội dung phát động thi đua, các khối tham gia lễ ra quân huấn luyện đã thực hành duyệt đội ngũ. Nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã công bố quyết định và trao các hình thức khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và các mặt công tác khác năm 2022.